Truyền thông phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, giữa lúc công trình đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận và hỗ trợ điều trị cho một trường hợp bệnh nhân vô cùng ấn tượng. Bệnh nhân Bùi Văn Khoa đến từ tỉnh An Giang, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Nhờ sự nỗ lực của các y sĩ, bệnh nhân đã nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết và có thêm hy vọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Quy trình hỗ trợ tận tình, tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe. Khi xe cứu thương chở bệnh nhân Khoa đến, các thầy tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân. Do tình trạng sức khỏe rất yếu, các thầy đã tập trung hỗ trợ và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân một cách cẩn thận. Hỗ trợ điều trị ung thư. Sau khi thăm khám, các thầy đã đưa ra phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Khoa. Bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, giúp giảm bớt các triệu chứng đau đớn và nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ gạo và thuốc. Ngoài việc hỗ trợ điều trị, phòng khám Cha Từ gửi thương cho không thì các thầy còn hỗ trợ gạo và thuốc men cho bệnh nhân Khoa trong nhiều ngày để bệnh nhân có thể về nhà an dưỡng. Đây là hành động thể hiện sự quan tâm và chia sẻ của các thầy đối với bệnh nhân và gia đình. Trường hợp của bệnh nhân Bùi Văn Khoa là một minh chứng cho sự tận tâm và hiệu quả của công tác hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ có sự nỗ lực của các thầy, bệnh nhân Khoa đã có thêm hy vọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân ung thư khác trên hành trình tìm kiếm sự hồi phục. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay bệnh nhân Trần Quốc Khánh ở thành phố Hồ Chí Minh và bệnh nhân Nguyễn Thị Hà ở Bình Dương là những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao, đã trở về nhà với gia đình. Hôm nay hai bệnh nhân đã trở lại thắp hương bàn thờ Chúa và cha Vero Nguyễn Văn Tường, cùng thăm các thầy, nhân viên và bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám. Nay tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho không được các thầy nữa hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Không khí hân hoan tràn ngập khi các bệnh nhân cùng người thân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y sĩ, nhân viên đã tận tình cứu chữa chăm sóc họ trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là các bệnh nhân đã dành thời gian để thắp hương tưởng nhớ cha Vero Nguyễn Văn Tường, người sáng lập phòng khám và luôn tận tâm với sứ mệnh chữa bệnh ung thư cứu người. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng vang vọng khắp phòng khám như tô điểm thêm niềm vui sum vầy của các gia đình. Chia sẻ về trải nghiệm của mình tại phòng khám Cha Từ gửi thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hai bệnh nhân xúc động cho biết: "Tôi vô cùng cảm kích sự tận tâm chu đáo của các y sĩ nơi đây. Nhờ có sự giúp đỡ của họ, tôi đã được hỗ trợ điều trị hiệu quả và trở về gia đình hôm nay để đến đây bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy, nhân viên và những bệnh nhân ung thư muộn tại đây. Tôi luôn sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này." Bên cạnh niềm vui đoàn tụ, các bệnh nhân còn bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với cha Pedro Nguyễn Văn Tường, người thầy thuốc với tấm lòng nhân ái và y đức cao cả. Dù đã qua đời, nhưng tinh thần và hình ảnh của cha Pedro Nguyễn Văn Tường vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi bệnh nhân. Họ tin rằng cha Pedro Nguyễn Văn Tường sẽ luôn theo dõi, che chở và phù hộ cho họ trên hành trình tiếp theo. Sự trở lại của các bệnh nhân là niềm vui lớn của phòng khám. Niềm vui của các bệnh nhân chính là động lực to lớn để tập thể y sĩ, nhân viên của phòng khám Cha Từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong công tác chữa bệnh cứu người. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ đồng hành các bệnh nhân trên hành trình tìm kiếm sức khỏe, mang đến cho họ những dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả và đầy sự nhân văn. Sự kiện của các bệnh nhân của phòng khám Cha Từ gửi thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được xuất viện trở về với gia đình và hôm nay trở lại phòng khám là minh chứng cho hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và sự tận tâm của đội ngũ y sĩ nơi đây. Hình ảnh các bệnh nhân hạnh phúc bên gia đình cùng nhau thắp hương tưởng nhớ cha Vero Nguyễn Văn Tường đã mang đến nguồn động viên to lớn cho tập thể y sĩ, nhân viên của phòng khám.
Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin yêu của các bệnh nhân, góp phần mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Xin trân trọng. Em tên là Trần Quốc Khánh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì đây thì em xuống đây được tổng cộng là 4 tháng, nhưng mà tháng thứ 3 là thầy cho đi xét nghiệm thì đã coi như là rất là tốt. Rồi thầy cho về nhưng mà em xin ở lại 1 tháng. Trong 1 tháng này em bó thuốc, ở lại thầy cho bó thuốc thêm. Rồi 1 tháng thấy ổn, rất nó khỏe hơn dần, khỏe hơn cái lúc mới vô. Ở đây á thì có những người là người ta vẫn xin lại ở, thầy vẫn cho. Tức là một lần nữa cảm ơn thầy và các và cha với các thầy ở đây rất là cảm động, là giúp đỡ các bệnh nhân. Tôi cũng mong rằng cái những người mạnh thường quân á, hãy giúp đỡ tài trợ cho những cái người mà người ta không có tiền đến bệnh viện, và các thầy chăm sóc rất là tốt. Em thì em bệnh bị xoan lê, ca xoan lê vô giai đoạn 3 rồi, di căn. Thì có người em á, thì xuống đây chữa bao tử và đã hết rồi. Chỉ em xuống đây em theo bỏ bệnh viện trên, không theo Tây mà xuống đây theo cái cách chữa trị hỗ trợ của các thầy và cha. Cho nên ngày hôm nay em khỏe và rất mong các thầy tận tâm giúp đỡ những người nghèo như các em không có điều kiện đi theo Tây. Thì bây giờ trước khi về thầy dặn rất là kỹ, là về theo phác đồ ăn uống rất là kỹ. Thì bây giờ em nghĩ là nếu như mà muốn khỏi bệnh thì mình theo phác đồ của thầy, các thầy ở đây để cho mình có cuộc sống mới và tốt hơn. Thái độ phục vụ của thầy rất là tốt. Thầy coi những người bệnh nhân như là con của mình, rất là tận tâm và rất là nhiệt tình khám mỗi ngày và nhắc nhở bệnh nhân mỗi ngày, coi như là một người thân trong nhà. Rất cảm tạ các thầy ở đây. Từ lúc xuất viện tới giờ này xuống đây thắp nén nhang cho cha để tạ ơn cha, thì là sức khỏe của em bình thường và đã đi làm trở lại với công ty được 2 tháng, không có vấn đề gì trong cơ thể con người hết, khỏe bình thường. Ăn uống ngủ nghỉ, ăn uống ngủ nghỉ thì là đem cháo đi theo và nước thuốc đi theo, rồi ăn rau củ quả các loại hạt, rồi ngủ thì cũng bình thường. Còn huyết áp nói chung là về không đi đo cũng không có biết được, cái đó là sự thật. Nói chung tất cả hoạt động đều bình thường là hết. Dạ đúng rồi, bình thường hết, không có vấn đề gì. Nói chung là cơ thể khỏe mạnh, tiêu tiểu tiện là bình thường hết, không có vấn đề gì xảy ra hết. Xuống đây chị bệnh lúc xuống thì da rẻ nó vàng vọt, nó yếu ớt lắm, người nó bủng beo, tóc tai thì nó rụng hết. Thì trong quá trình điều trị 3 tháng ở dưới đây với cha rồi với mấy thầy thì cũng nhiệt tình giúp đỡ, và có ấn tượng nhất là mình xuống đây là mình đi theo cái con đường của cha để lại á, là cái cơ thể của mình nó nhẹ nhõm, nó không vướng vào cái ăn động vật nữa, cho nên cơ thể mình nó thanh lọc, nó khỏe. Và bây giờ ngửi tới cái mùi thịt cá là nó ói, nó tanh chịu không có nổi nữa. Đó là ăn, nói chung xuống đây là ăn thanh đạm và ăn thực dưỡng organic, của người Nhật gọi là ăn là organic á, thì là cơ thể mình nó khỏe khoắn, da dẻ nó hồng hào và nó tươi tỉnh hơn là cái lúc mình ăn mặn. Thì chia sẻ với những ai có bệnh thì mình kiên trì, thì xuống đây nhờ thuốc của cha, để lại cái công nghệ của cha nghiên cứu để cho các thầy chữa bệnh cho mình, và cũng xin cha xin Chúa, rồi cũng xin Phật độ trì cho các con bệnh tật sớm khỏi bệnh để về với cộng đồng. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau phục vụ vui.
đời trăm vàn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Trời đời tươi trong Giêsu bên nhau phục vụ vui sống hạnh phúc, qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi. Lối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.